Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là Khi Người Thứ Ba Nói Rằng Anh Ấy Rất Là Thương Em. Có thể nói đây là một cái điều mà khiến cho nhiều người thứ ba không thể xa rời được người đàn ông ấy. Tình yêu trong ăn trái là điều không ai muốn, nhưng mà để dứt bỏ được cái mối tình mà họ thực sự yêu, rung động và từ trước đến giờ họ không cảm nhận được ai yêu mình và mình cũng yêu ai đó một cách chân thành và mãnh liệt nhất, thì có thể đó lại là một cái mối tình ngang trái và đầy oan trái. Vậy thì làm như thế nào để biết rằng người đàn ông ngoại tình thực sự yêu thương một người thứ ba hay chỉ là yêu thương thoáng chốc? Thì hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ đưa cho bạn ba cái điểm để cho người thứ ba trong cái phần tư vấn của mình, cũng như là một số người thứ ba khác đang lắng nghe chương trình này, cũng nhận ra được là mình đang được người đàn ông đó yêu thương một cách thật sự hay là yêu thương một cách đầy chiếm đoạt và ích kỷ. Cái trường hợp thứ nhất đó, là người đàn ông ngoại tình biết người thứ ba chưa hề lấy chồng, chưa từng kết hôn và chưa từng sinh con. Nhưng mà vì sự ích kỷ của bản thân, người đàn ông này đã luôn giữ chân người thứ ba ở cạnh bên mình. Một người đàn ông yêu một người phụ nữ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 8 năm, mất cả một cái tuổi xuân của một người phụ nữ để có thể kết hôn, lập gia đình và sinh con. Nếu mà nhìn ở một cái góc độ thì người ta sẽ nói rằng người đàn ông này rất là ác. Ác với người phụ nữ này bởi vì đã giam cầm, lấy mất nguyên cả cái thời xuân sắc của một người đàn bà, để cho người đàn bà đó quá lứa lỡ thời, bây giờ lấy chồng cũng khó, bởi vì cũng khó sinh con vì lớn tuổi rồi. Mà yêu á, thì người đàn ông này đâu phải lúc nào cũng sẽ mãi mãi yêu một người thứ ba duy nhất đâu, người ta cũng có cảm giác chán chứ. Và rồi người thứ ba này có một ngày phát hiện ra rằng người đàn ông ấy đang tán tỉnh một người phụ nữ khác mình, thì bao nhiêu sự đau khổ nó sụp đổ trước mắt người phụ nữ đó. Bản thân là một cô gái đã từ bỏ những cái mong muốn của mình như là lấy chồng, lập gia đình, sinh con, chỉ để yêu lầm lạc với một người đàn ông chẳng bao giờ cưới mình. Cha mẹ nhìn vào những đứa con như vậy rất là thương, nhưng mà vì con mình u mê đắm đuối vào một cái mối tình chẳng đi đến đâu và chẳng có cái hồi kết, vừa đau khổ cho con mình mà lại còn vừa tủi nhục cho nó nữa. Có người cha, người mẹ nào mà muốn con của mình là một người thứ ba đâu. Nhưng mà người đàn ông ấy lại luôn muốn giữ chân để mà ở bên cạnh anh ta mãi. Nếu mà người đàn ông đó đủ dũng mãnh để mà bỏ rơi một người đàn bà thứ ba này, thì có lẽ cô ấy đã gặp rất là nhiều may mắn và có lẽ cô ấy đã kết hôn và có gia đình rồi. Xét về cái trường hợp này, nếu bạn nói rằng người đàn ông ấy rất thương em, người ta thương em ở chỗ nào? Khi em yêu họ, họ chung thủy với em thì em cảm thấy tuyệt vời lắm. Nhưng mà khi họ đã có một người thứ ba mới hơn em cảm thấy hận họ nhiều hơn. Lúc này em đâu có nói rằng người đàn ông đó thương em nữa đâu. Em bám víu vào cái tình cảm vô hình để rồi mà em phải đắm mình vào trong bao nhiêu điều oan trái như vậy. Rất là tội cho em nhé. Trong cái trường hợp thứ hai, biết là bản thân người đàn ông này không bỏ vợ, nhưng mà cứ giữ mãi cái mối quan hệ ở cái mức nhân tình. Có những người đàn ông không bỏ vợ được, và có những người đàn ông không định bỏ vợ, và có những người đàn ông chưa từng nghĩ đến cái chuyện bỏ vợ để lấy nhân tình, và có những người đàn ông không muốn bỏ vợ để mà đổi nhân tình, thay vai thế chỗ vào vị trí làm vợ. Những bạn là người thứ ba phải hiểu được rằng mình yêu người đàn ông như thế nào. Nhiều người phụ nữ quá lứa lỡ thời, không sinh con hoặc là đã từng ly hôn sẽ muốn trở thành nhân tình của một người đàn ông có vợ rồi, bởi vì họ thấy cuộc sống hôn nhân quá mệt mỏi và tự cho mình cái quyền được sống đằng sau cái cuộc hôn nhân của kẻ khác. Họ có thể là những người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ đối đầu với người vợ. Họ an phận, họ chỉ cần một chút tình cảm sớt dư thừa của một người đàn bà khác.
Nhưng mà cái điều đó cũng làm cho người vợ bị tổn thương, cũng làm cho những người đàn bà khác rơi nước mắt vì ghen hờn. Và có bao nhiêu trường hợp đau lòng đã xảy ra sau đó. Trong cái tình huống thứ ba, có nghĩa là những người đàn ông có vợ, ngoại tình, có một người thứ ba, rơi vào một cái tình huống tạo ra một cái hoàn cảnh, đó chính là thả nhưng mà không tha. Chia tay với người thứ ba rồi, nhưng mà cứ nhắn tin hàng ngày, cứ làm cho người thứ ba đó nhớ nhung mình. Bản thân người đàn ông này xem cái việc nhắn tin là một cái chuyện bình thường, nhưng đối với một người đàn bà, khi mà họ đã yêu một người đàn ông tha thiết mà họ phải buộc mình dứt bỏ cái mối tình đó để mà đi lấy chồng, thì người đàn ông đó cứ nhắn tin mãi, làm cho trái tim của người thứ ba đang yêu cứ thấp tha thấp thỏm ở bên cạnh chồng, nhưng đồng sàng dị mộng nhớ đến nhân tình, làm cho người thứ ba đã rời xa rồi nhưng mà trái tim người đàn bà ấy luôn hướng về cái người mà cô ta đã từng rời tay bỏ đi. Cái hành động của người đàn ông nó cứ duy trì, nó giữ mãi cái mối quan hệ đó, nó khơi gợi làm cho người đàn bà đó luôn ôm ấp một cái mối tình ở trong trái tim. Tại vì thâm tâm người thứ ba đó yêu người đàn ông đó, nhưng vì hoàn cảnh phải đi lấy chồng, nhưng mà người đàn ông kia lại luôn giữ cái mối quan hệ làm bạn, nói chuyện nhắn tin, tính ra là người vợ của kẻ khác, nhưng mà yêu là yêu cái người tình mà đã từng trải qua với mình. Trong cái tình huống này thì người thứ ba có chồng rồi, nhưng mà tâm không có ở với chồng, hồn ở với người tình cũ. Chính cái điều này giằng xé tất cả mọi người. Người đàn ông ngoại tình có ác với người thứ ba hay không thì phải là những cái phút giây mà người thứ ba nhìn thấy được cái sự lựa chọn của anh ta dành cho bạn. Nếu bạn nói người đàn ông đó thương bạn thì người đàn ông đó đã muốn cho bạn những cái điều tốt đẹp nhất. Bạn và anh ta đã có một cái thời gian sai lầm ở bên cạnh nhau nhưng không thể nào đến cùng với nhau được. Do cái sự lựa chọn của anh ta không dành cho bạn, và bạn lại là một người phụ nữ cam tâm tình nguyện muốn cái điều như thế. Nói theo một cái mặt giang hồ, rất là nhiều người ta nói là họ chỉ cần có nhu cầu tình dục, họ thích nhau, họ có nhu cầu trao đổi tình cảm thì họ đến gặp nhau, có vậy thôi. Và họ cũng không cần lập gia đình. Chính vì một cái lối sống của một nhóm người đã từng ly hôn thoải mái dễ dãi trong cái việc mà giúp cho người đàn ông có cái cơ hội ngoại tình, thì cái làn sóng ngoại tình nó trào dâng lên, nó trở thành một làn sóng lớn, cuồn cuộn, và nó theo cái trào lưu gần như là modern vậy. Bây giờ quá nhiều những cặp vợ chồng muốn đổi vợ đổi chồng với nhau, làm như xã hội nó bị loạn. Nhìn sang nhà bên trái cũng thấy cái cảnh ngoại tình, nhìn sang nhà bên phải cũng thấy cảnh ngoại tình, nhìn vào gia đình của mình cũng thấy là những người đàn bà khác đang tấn công chồng mình. Mặc dù chồng mình bây giờ chưa sa ngã, nhưng mà sẽ có lúc sa ngã thì sao? Những cái cảnh tượng đó khiến cho người ta có cảm giác bất an về cuộc hôn nhân của bản thân. Khi mà bản ngã của con người quá lớn và suy nghĩ những cái điều mình làm là không sai, khi mà sự chấp ngã đã không còn biết lý trí nữa, không phân biệt được đâu là đúng sai. Cái điều họ làm, họ thích làm, họ cho là đúng. Còn cái điều mà họ không thích thì cho dù đúng, họ không nghe, họ cho đó là sai. Họ bẻ cong sự thật để mà đạt được những cái điều họ muốn, bất chấp người ta đúng hay là người ta sai, mặc kệ, đạp lên dư luận để mà sống, và cho rằng sống như vậy là hay, là có bản lĩnh. Nhưng mà thật ra đó là một cái lối sống hết sức sai lầm và mang lại những cái điều tai hại cho bản thân. Ngay trước mắt bạn có thể có niềm vui đó, nhưng mà về hậu, về sau này thì sẽ có những cái tháng ngày bạn sẽ thấy rằng đấy là một cái quá trình, đó là có một cái khoảng thời gian mà bạn ngu muội nhất, bạn lỡ khờ dại nhất, và điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy hối tiếc nhất khi mà bạn đã từng lỡ làm một người thứ ba. Để mà nói rằng người đàn ông yêu bạn thật lòng hay không thì người đàn ông đó phải nghĩ đến cái điều là làm sao để cho cái người mà họ yêu thương đạt được những cái điều mà người đàn bà đó muốn, mới gọi là yêu thương một người thật lòng nhất, là mong muốn cho người đó được những cái gì như họ ước ao.
chứ không phải vì yêu thích mà bóp nát cái cành hoa, không phải vì yêu thích cái bông hoa mà cố cắt nó mang về nhà. Yêu thương một cái điều gì đó chân thành là phải hy sinh cho cái người mình yêu, phải tạo điều kiện cho người mình yêu gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống hơn, và mong ước cho cái người mình yêu đến được cái bến bờ mà họ mong muốn. Đó mới thực sự là một tình yêu. Còn tình yêu chỉ là sự chiếm hữu, chỉ là sự chiếm đoạt, muốn có cho bằng xong, muốn ăn cho bằng được, muốn cướp cho bằng có, thì cái đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là cái sự chiếm đoạt và cái thể hiện sự ích kỷ của một người đàn ông tham lam, và không có mấy gì tốt đẹp bạn nha. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ cuộc sống tình yêu GB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.